Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn. Minh Dưỡng mến chào quý vị các bạn. Để chia sẻ video, hôm nay Minh Dưỡng lại chia sẻ một cái gốc phôi tại nhà vườn Minh Dưỡng. Trước mắt quý vị các bạn, đây là một cái phôi xanh Nam Điền. Một cái phôi xanh phải nói là rất là già. Quý vị nhìn thấy độ già và cổ kính của cây xanh này và sự cổ kính từ cái bệ nhìn thấy đã có sự cổ kính. Cây này đã được thả nước bám đá rất là lâu rồi, sau đó là lại phải nuôi lại, nuôi đi nuôi lại rất là nhiều lần qua nhiều chủ. Và đến vườn Minh Dưỡng này thì đang nuôi tiếp, thực hiện từ một ý tưởng cây phôi. Đây là chân bệ, quý vị các bạn nhìn thấy bộ chân bệ của cây và độ già của bệ rễ. Và đây thân đây. Thân này nổi với chiếu đây rất là đẹp, tạo ra nhìn tổng thể một cái phôi rất là cốt đặc, mà nó có cái gì nét kỳ cổ trong cái phôi này. Hang hốc của cây cũng rất là lớn. Rất già, già đến tay cành cũng đã già rồi. Quý vị nhìn này, bộ móng chân bệ rất già, EU cục độ sần rất lớn của cây phôi này. Chân móng rất hoang. Rất già, xù xì của cây rất lớn. Cái tay là rất đẹp. U vếu và độ rất là cổ của cây này.
Vâng, nhìn từ mặt này chúng ta thấy cái bệ cổ của nó trông rất là già mịn, chuồn trần, rất là hoang, cực kỳ hoang. Một tác phẩm tương lai rất đặc biệt tại vườn Minh Dưỡng. Cá nhân Minh Dưỡng nghĩ vậy, nhưng mà còn phải chờ vào thời gian và may mắn mới làm được lên tác phẩm đẹp được. Ok, tiếp đến giới thiệu cho quý vị các bạn một cây xanh Nam Điền tiếp. Và trước mắt quý vị đây là một cái bệ, phải nói là một cái bệ rất là khủng, khủng về cái bố cục, những đường gân tạo thành và độ tuổi, độ mịn của bệ. Cây phải nói là rất già, màu da rất đẹp. Và cây này Minh Dưỡng đang chuyển dáng thành một con trực có tử. Đây quý vị các bạn nhìn thấy, sau khi cắt phần này đi để chuyển thân sang bên này, chuyển phân thân sang bên này, chuyển thân sang bên này thì tới đây sẽ lấy thân chính ở đây, dựng ngọn ở đây nên chuyển thân đấy, dựng ngọn từ đây đây, chuyển thân và bên này chuyển tay một sang bên này. Không biết thế được không, xin ý kiến quý vị các bạn. Một cái bệ phải nói là rất tuyệt vời, độ chùn nhũn của bệ rất lớn. Và đây là mặt hai của bộ bệ rễ này, mặt hai cũng vậy, sự nhũn, chùn nhũn của bệ rất là lớn nhé. Quý vị xem, bệ đã được quánh vào và nổi gân lên rất đẹp. Tử này rất đẹp, có thể phát triển con tử rất đẹp rồi, độ chùn u, độ u cục chùn của cây già thân
rất là nhiều tuổi. Rất tuyệt vời cây rất xa. Vâng, giới thiệu cho quý vị các bạn một cây trực mini rất là đầm và già chùn. Đây, độ già của cây quý vị nhìn này, mê ly luôn, rất đầm. Cây cành thì rụt rịt. Đây, rất là rụt rịt nhé. Đường chuyển thân rất đẹp. Đây, mặt này chuyển thân. Quay cho quý vị biết này, cây rất đầm, dù cây mini, đường chuyển thân rất đẹp. Xung quanh chuồn chuồn. Cái này chơi phải nói là hoàn thiện rồi, hàng đẳng cấp. Một cây chính trực hàng đẳng cấp, rất đẳng cấp. Xung quanh quý vị nhìn thấy độ chuồn nhũn. Rất đầm, chùn, nhũn. Rất mê đi. Ok, chia sẻ cho quý vị một cây trực mini rất là đẳng cấp. Vâng, Minh Dưỡng chia sẻ quý vị các bạn là hai cái phôi tại vườn Minh Dưỡng. Các bạn nhớ ủng hộ Minh Dưỡng, chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh Bonsai Minh Dưỡng trên YouTube Bonsai Minh Dưỡng để Minh Dưỡng chia sẻ cùng quý vị các bạn những video mới. Ok, xin chào, hẹn quý vị các bạn các video kế tiếp.